anh bị hiếp dâm không? Anh hiếp dâm con này trước đi, em chú. Sao vậy? Đừng đậu ngoài đường mọi người ơi. Con quẹo vô rồi con. Con hả? Dạ. Con quẹo vô hả? Quẹo vô đi con. Thẳng không em? Bây giờ nè, con chạy xe đạp điện không? Dạ. Con thấy mục tiêu con muốn chạy không? Là đám đông đó. Con gồ ga mạnh lên cho con. Lũi vô. Giống như mình chơi mà bullying gì đó. Con biết không? Mình biết, con biết chơi bullying không? Dạ biết. Con lũi thẳng vô gồ ga cho con. À, ba lũ thiệt. Ủa à. Chúng chơi chơi bullying gì đó. Rồi. Con quẹo, con quẹo, quẹo đậu, đậu xe đâu còn nổi chứ con ơi. Chị cho quán chị ơi. Rồi mọi người ơi. Bây giờ trên tinh thần là chị không dám chạy vô chị đừng đậu ngoài chị ơi. Có chưa? Đợi em như mọi người nha. Vô vô. Cho mọi người có giống con sói thể là mình cứ ngồi uống nước hay là ăn cái dưa chiên gì đó cũng được tùy mọi người nha. Má tôi bà chạy dữ lắm. Phải vòng rồi, phải vòng từ đây sang bên kia. Phải vòng. Rốt cuộc bà cũng chạy qua đây. Ăn cay thì mình cứ đổ cay. Cho em. Cay quá hả? Ủa, bỏ tới tới vô mà la cay. Bỏ tới tới vô mà la cay. Cái tao để mình tới tới. Mọi người em đẹp, em bỏ bình sắp tế riêng đúng không mọi người? Bỏ bỏ bình sắp tế vô ra đời với nó cay quá à. Trời ơi là trời. Hả? Thì thi có cái muộn sáo á. Địa chỉ thi số mấy quên rồi? 2B bến Phú Lâm. 2B bến Phú Lâm. Bên muộn sáo á. Bến Phú Lâm đúng rồi. Bên muộn sáo. Đổi ngon luôn. Ăn hôm bữa ăn một lần. Không. Cái này à. Là em ăn nó vui nhưng mà tí thi á là cái gỗ đó hết đây cái gỗ đó ăn ăn rồi bánh cá ngồi em như cái chuyện cho con ngựa nè rất là đồng bạn nè các bạn trẻ vui rất là nhiều. Có bánh chưa? Mà tới xong mới đợi gì đó. Không có người làm. Đứng đợi xin chí mọi người. Để hôm nay cũng qua đây xoay. Mệt là mệt nhiều lắm luôn. Mà thấy cái màu dạng cái chân ra. Quay đi. Quay đi. Cái gì chui vô đi quay. Chui vô lọt cái tụm chú đó đó. Bây giờ đi vô trong đó kiếm đi. Kiếm. Vô đó phụ đi. Mà phụ về tụm lâu vô. Cũng ngon. Không thì ngồi chơi đợi xíu. Đợi xíu điện thoại. Cái gì đâu đợi xíu điện thoại đúng không? Hết dầu rồi, hết dầu, hết dầu hết xài. Mình có xài, mình không xài. Mà ngon. Hột gà muối luôn. Hột gà là muối luôn. Gà muối hột gà. Em mới lợi hả? Nghe lại là thay dân chồng trả lại. Để ưu tiên cho em. Đứng cuối cùng cho chị. Thank you.
một ly súp cua. Em đang cố gắng ra bánh luôn, em đói bụng lắm luôn, mụn luôn, rất là mụn. Nó đó gọi là sao với mụn luôn. Mua thì bánh gì đi, một bình ăn được rồi, cũng đợi nắng nôi lắm nó liền á, trời. Hồi xưa mấy nắng ghê á. Lúc tôi để cái tủ nhỏ nhỏ nè, tôi không nghĩ mình bán khách đông gì đâu, mà không nghĩ mọi người thương tôi đâu. Tôi để đó tôi trộn mỗi ngày á, mà tôi trộn một ngày là 50 bình luôn, tôi thấy đã mỗi tay rồi. Mà bây giờ cái số lượng khách như vậy mà bắt tôi trộn nhiều á, trộn nổi đúng không? Không trộn nổi đâu, tôi nói trộn bằng máy mà đâu có máy được trộn. Súp ốc heo. Nó ghé quá vậy. Vừa được. Má má. Này giống sói á. Rất đã luôn. Con này nhiêu tuổi rồi anh? Một tháng à. Wow, mướt ghê ha. Nó tên gì vậy? Cát. Cát hả? Rồi sao tên mèo? Chó tên mèo. À. Rồi đưa cho chú một rồi. Chú đưa con này. Có thêm bạn nó đi. Dạ không được chú. Lại xếp hàng lại nữa hả? Dạ không. Ủa lại. Chết. Đi đá lên tập trọng một chút. Thách bánh. Vậy là mỗi người chỉ có một bịch thôi chứ thi đấu được hai bịch không? Giờ mỗi người chỉ được có một bịch thôi bạn ơi, do số lượng bánh tráng quá hàng ngã ra không kịp. Thi ngồi con, sao hết bánh tráng hoài vậy? Ra không kịp anh ơi, kiểu này là chết rồi, tôi cũng không có ăn đây nè. Không gì chết á, thôi tôi ướm một tôi đi về đi. Số lượng mọi người rất là đông luôn, nhưng mà chỉ có thể chỉ cho được một hộp thôi, còn cho những người khác nữa bánh chén ra không kịp các bạn ạ. Mỗi một lần xếp hàng là chúng ta chỉ được có một bịch, muốn mua thêm bịch nữa xếp hàng thêm lần nữa đúng không bạn? Tôi nói vậy đúng không? Đúng, chính xác luôn đúng không? Các ơi, tôi nói trước nha, tôi lên đây là tôi đã xin phép vợ tôi rồi đó. Ngoài đông quá trời rồi chị tôi ơi. Nhắc bà về làm vợ hai á nha. Ngoài khách đậu rất là đông luôn mọi người. Ngoài đang đứng đầu đường rồi. Đừng đứng ra ngoài đời mà. Đông rồi, ngồi bên ngoài mọi người đợi nữa. Rất là đông. Đây. Phía đằng kia nữa các bạn. Đây là quang cảnh buổi chiều. Có thể ánh nắng
vẫn còn rất là nắng luôn. Mày đi đến chán luôn rồi. Mình sẽ theo sau nhà chị Cathy và chồng coi nha, tình hình làm chán như thế nào. Mà nè, đây xe quá trời luôn. Đây xếp hàng đi tới 4 hàng luôn mọi người. Tại sao mà bánh tráng lại chảy như thế mình cũng không biết. Đây là do nhà chị Cathy thiếu nguồn nhân lực.